Kính chào tất cả quý vị đã tới với góc bếp thương thương của Nam Trân ngày hôm nay một lần nữa. Nam Trân sẽ gửi đến quý vị món giá xào với thịt gà thôi. Cái món này thiệt ra là rất là mát, ăn rất là mát, nhất là cái mùa hè nó sắp tới. Quý vị mà ăn cái món này thì rất là dễ ăn. Mình thường thường cái món này là mình ăn mình có thể tiết kiệm cơm và nó tốt cho mình, nó mau no mà nó lại không có quá nhiều calorie ở trong đó. Thì Nam Trân sẽ có giá thịt gà mà Nam Trân chọn cái loại đùi gà đó, cái gọi đùi đùi lắc đó. Cái đùi trên á, tiếng Mỹ nó gọi là cái thigh đó. Rồi Nam Trân có dưa, có cà chua và có hẹ, tỏi, nước mắm và tiêu, xí xị muối. Đó là những cái gia vị và nguyên liệu mà Nam Trân sẽ cần cho cái món giá xào. Cái món giá xào là có nhiều khi mình quên bẵng nó đi, là mình không có ăn cái món này, nhưng mà cái món này thật ra mình ăn thì mình đỡ và ăn cơm nhiều, sợ đỡ sợ mập. Trước hết thì Nam Trân rửa cái gà với một chút xíu muối, một chút xíu giấm, rửa cho nó sạch, xong khi đó mình xả lại với nước lạnh. Thì lúc mình rời miếng thịt, quý vị sẽ thấy là nó bám cái tay của mình hơn, nó không có nhừn nhợt nhát nhớt đó. Thì sau khi nào Nam Trân rửa sạch rồi để ráo rồi đó, thì mình có thể cắt bỏ hết những cái mỡ đi, mấy cái bạn nhạn đó mà người ta không có lọc sẵn cho mình đó. Và quý vị cứ cắt to to sợi sợi đó, mình cắt sợi, mình cắt sắc lát gì một cái miếng nó cỡ như vậy là đẹp cho cái món giá xào. Giá xào thì nó có hẹ trong đó, nó có cà chua, nói chung tất cả những thứ trong đây đều mát hết, thịt gà cũng lạnh nữa. Cắt thịt sắp xong thì Nam Trân cho bếp nóng lên, chảo thiệt nóng nha quý vị. Mình bỏ thịt qua một bên, Nam Trân đi rửa cái thớt cho mình thiệt là sạch, xong sau khi đó mình có thể cắt rau củ. Nam Trân sẽ cho khoảng chừng nửa củ tỏi, với một bịch giá thì cho khoảng chừng hai trái cà chua là vừa rồi. Và hẹ thì Nam Trân, nếu mà mình mua được cái bó hẹ càng nhỏ càng tốt, tại vì mình không có dùng nhiều á, còn không thì mình dùng có nửa bó là được. Thì cái hẹ đó thì Nam Trân sẽ cắt khúc nó ra, cắt khoảng chừng hơn hai lóng tay chút xíu, cắt dài dài chút xíu quý vị, cắt khoảng chừng cỡ cái cọng giá của mình vậy đó. Cà chua thì mình cắt, mình bỏ cái lõi đi. Và mấy tép tỏi, mình cũng đập tỏi ra. Khi đập tỏi mình vừa đập vừa miết nha quý vị, là cái tỏi của mình nó nát ra nhanh lắm. Thì cho xí xị muối vào trong thịt gà trước nha, xí tiêu. Giờ chảo nó thiệt là nóng rồi. Cái món này rất là nhanh quý vị, nếu quý vị chuẩn bị trước. Cái thịt này quý vị có thể ướp với là muối và tiêu, có thể bỏ thêm tí xì dầu, nhưng mà xì dầu tí nữa thì nó sẽ làm cho nó đen. Nhưng mà nếu mà quý vị cũng có thể bỏ tí xì dầu vô cho nó thơm cũng được. Nhưng mà thường thường thì Nam Trân không muốn cái giá của Nam Trân nó bị đen đó, thì Nam Trân chỉ bỏ tiêu với muối thôi. Xào giá để mình nên dùng cái lửa lớn nhất của mình. Khi quý vị thấy chảo nóng rồi đó, thì mình cho cái tỏi vào cho nó thơm. Sau đó mình bỏ thịt gà vào. Quý vị cứ đảo tới đảo lui khi nào thấy thịt chín nha. Tại vì những cái thứ khác mình bỏ vô, mình xào xong đó là mình chỉ có lấy ra thôi, lấy lay ngay. Nên mình đừng có bỏ giá vào vô sớm quá. Mình cứ từ từ để cho thịt nó chín nó vàng. Nhất là thịt gà và thịt heo thì mình xào đồ ăn hay mình nấu đồ ăn, mình không có thể nào mà để nó tái hay gì, lúc nào mình cũng phải để cho nó thịt nó chín. Thịt gà chín rồi thì Nam Trân sẽ bỏ cà chua vô. Và hẹ mình sẽ bỏ cuối cùng nha quý vị.
sau khi bỏ cà chua vô đảo một vài vòng và mình bỏ giá vô là mình xào được rồi. Lúc này Nam Trân bỏ thêm một muỗng, nửa muỗng cà phê muối thôi. Dạ. Tí nữa mình sẽ bỏ thêm nước mắm lúc mà cuối cùng đó, cho nó có cái vị đậm đà. Bây giờ thì Nam Trân bắt đầu bỏ giá ra. Cái món này ăn rất là mát quý vị. Quý vị nhớ nha, xào giá mình đừng có xào lửa thấp lắm. Nếu mà lửa càng cao càng tốt, tại vì cái giá nó mau ra nước lắm, nên mình không có muốn nó ra nhiều nước, nên lửa càng lớn thì nó mau chín mà nó lại không có bị chảy nước ra nhiều. Khi mà giá nó hơi xìu xuống rồi đó, quý vị thấy nó xìu hồi nãy nó vung cao lên phải không? Bây giờ thấy nó hơi xìu xuống rồi đó, thì mình cho hẹ vô, cho nước mắm vô. Trân cho hết cái khoảng hẹ này vào. Trong cái món giá xào này không có cái món gì, không có cái thứ gì trong đây mà nó độc hết. Hẹ cũng tốt, rất là bổ máu, giá thì rất là mát, mà giá là một cái thứ mà Nam Trân mê lắm, là tại vì Nam Trân hay đi hát đó, thì nhiều khi mà ăn bậy, ăn đồ mặn, ăn phải những thứ mà ở ngoài đường mà lỡ người ta có bỏ bột ngọt á, là khó chịu lắm, cái cổ nó khét liền à, nên phải dùng giá để nấu lấy nước rồi mình uống đó, nên để cho nó thấm cái giọng của mình. Cà chua rất là mát, cà chua rất là nhiều chất vitamin A, làm cho nước da phụ nữ, nhất là phụ nữ nên ăn cà chua nhiều thì nó rất là tốt cho da của mình. Đây bây giờ quý vị thấy là cái rau hẹ của mình nó xanh miết lên như vậy đó. Bây giờ Nam Trân bỏ hai cái muỗng như thế này nước mắm là coi như là món giá xào của mình đã xong. Bây giờ Nam Trân tắt bếp và đi lấy cái dĩa bỏ lên. Và chúng ta có thể dùng với thịt kho, có thể ăn với cơm, với cá kho, hoặc là có thể ăn không như vậy, rất là mát. Cái món này dễ làm và nhanh quá phải không phải quý vị? Có thịt, có rau, có xanh, có đỏ. Sau khi đó Nam Trân cho một chút xíu tiêu nữa, và mình ngắt vài cọng ngò đặt lên trên. Thế là mình đã có một cái món giá xào thịt gà rất là ngon. Thưa quý vị, là cái món giá xào là cái món rất là mát. Trong đây không có cái vật liệu gì mà gọi là độc hại đến với mình hết. Nam Trân đã có một bịch giá, một cái đùi gà đã được lóc xương, hai trái cà chua và một ít hẹ. Khi mà Nam Trân làm cái thịt gà thì Nam Trân đã rửa sơ với là giấm với muối cho nó thiệt sạch, xong lóc cái mỡ mình bỏ đi. Xong khi đó rửa lại, xong rồi mình cắt ra sợi như thế này. Là vừa nó không có quá nhỏ để nó lẫn vô trong giá. Sau khi đã chuẩn bị hết mọi thứ thì Nam Trân bỏ vô trong chảo và với thịt gà xào lên và bỏ giá vô khi mà thịt gà đã chín với cà chua, với hẹ. Sau khi xào như vậy thì cuối cùng Nam Trân cho một chút xíu muối và nước mắm vào trong đó. Nam Trân đã xong dĩa giá xào rồi. Nhưng mà quý vị nhớ nha, quý vị nhớ là khi mình xào giá thì mình nhớ để lửa thiệt là lớn. Thứ nhất á, cái gà của mình nó mau chín mà nó vàng, mà nó khô, nó không chảy nước. Sau khi đó thì mình bỏ giá vô,
thì giá là nó bản chất của nó là hết 90%, 95% của nó là nước rồi. Nên khi mình xào như vậy đó, mình cần phải lửa thiệt là lớn thì cái giá nó chín mà nó không có ra nước nhiều. Nam Trân hy vọng quý vị thích cái món giá ăn rất là bổ dưỡng và mát mẻ này. Nam Trân cảm ơn quý vị đã theo dõi Nam Trân nấu ăn cùng với Nam Trân nấu ăn ngày hôm nay. Nam Trân rất là vui mỗi lần mà chia sẻ đến quý vị. Mong quý vị có một buổi chiều thật là vui vẻ và ăn những cái món ăn thật là bổ dưỡng cho gia đình của mình. Nam Trân xin kính chào quý vị và đón tiếp quý vị lần kế tiếp với Góc Bếp Thương Thương cùng Nam Trân. Xin chào quý vị. Cơm tới rồi.